đẹp chưa? Ôi trời ơi, xấu quá nhỉ. Mất rồi. Tại mày. Tại mày. Thế nào lấy được bây giờ nhỉ? Ôi trời ơi, xấu lắm chúng mày ơi. Anh Trạng ơi, lấy hộ chúng em quả bưởi với. Chúng mày đứng cả dậy. Đi lấy nước đi, mau lên. Lấy nước đi. Nhanh lên. Đi mau lên. Đổ xuống dưới đi. Nhanh lên. Đây rồi. Thế chúng mày có thích trò chơi mới không? Có. Thế thì tất cả tụ tập lại đây, mau lên. Cho em chơi với. Tao hỏi đây. Chào ông ạ. Mày có phải là thằng Trạng không? Lại ông, phải ạ. Thế mà hôm nay tao mới biết mặt. Thế bố mẹ mày đi đâu? Thế ông hỏi bố mẹ tôi để làm gì ạ? Để đòi nợ chứ còn làm gì nữa. Nhưng bố mẹ tôi không có ở nhà. Đi đâu? Thưa ông, bố tôi đi nhổ cây sống, trồng cây chết. Mẹ tôi đi bán gió mua trăng ạ. Thế mà ông không hiểu được à? Tao chịu rồi đấy. Mày nói rõ ra rồi tao thưởng. Có thật không ạ? Sao lại không thật? Tao là người lớn, chả nhẽ tao đi nói dối trẻ con hay sao? Nói đi. Nhưng nhỡ điều tôi muốn ông lại không cho thì sao? Muốn gì tao cũng cho. Nói đi. Dạ, xin ông điểm chỉ vào đây để làm bằng. Thằng này ghê nhỉ. Được. Điểm chứ sao? Nào, nói đi. Chúng mày đã thấy cả rồi nhá. Sau này có chuyện gì, chúng mày làm chứng cho tao nhá. Thưa ông, bố tôi đi nhổ cây sống, trồng cây chết. Là bố tôi đi nhổ mạ, cấy lúa. Còn mẹ tôi đi bán gió mua trăng. Là mẹ tôi đi bán quạt, mua dầu với thắp đèn ạ. Tao chịu mày rồi đấy thằng to đầu ạ. Thưa ông phải xóa nợ nhá. Thank you.
Bố con ngày trước cũng nổi tiếng là hay chữ nhất vùng. Nhưng số phận chẳng ra làm sao. Cả đời long đong lận đận. Trước khi nhắm mắt, bố con chỉ mong sao sau này con sớm thành thân. Thành thân cũng chưa bằng thành nhân đâu mẹ. Đấy, cái tính con như vậy, hỏi làm sao mẹ chẳng lo. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm mẹ. Chàng khoe thời chàng lắm văn chương, đố chàng biết có bên đường bao nhiêu. Em về đêm cát bình nương cát bao thời, nhiều hạt có bên đường bấy nhiêu. Đua chương con xin phép mẹ ra đây một lát ạ. Vườn hồng đã có nhưng chưa ai vào, anh cả anh ai đó ơi. Thiếp mới hỏi chàng dầu gì không ai thắp, bắp gì không ai rang, than gì không ai quạt, bạc gì chẳng ai mua, anh cả anh hai đó. Bạc gì mà không ai mua nhỉ? Chà, câu hỏi khó quá nhỉ. Chẳng lẽ mình chịu họ à? Khó nhỉ. Các bạn thì đoán xem, chẳng nhẽ mình thua à? Nào, các bạn thử đoán đi. À, anh chàng đến kia. À, anh chàng ơi. Anh chàng ơi, anh chàng vào đây nhanh lên. Đi, anh chàng ơi nhanh lên. May quá. Đi đó. Sao? Không đối được à? Khó lắm anh ạ. Xoàng thế. Lắt léo thế chúng em chịu thôi. Anh chàng cứ nguy đi, không thì bẽ mặt cả lũ đấy ạ. Sao lâu thế? Chịu chưa? Từ nay xưng em với các chị nhá. Hát lại nha. Khoan, họ đòi hát lại kìa. Tiện đây thiếp mới hỏi chàng, dầu gì không ai thắp, bắp gì không ai rang, than gì không ai quạt, bạc gì chẳng ai mua, ai bên chàng đối được, thiếp bên này xin theo. Này anh cả anh hai đó ơi. Anh, hát đi. Dầu xóa là dầu không ai thắp, bắp chuối là bắp chẳng ai giang, hàn thân không ai quạt, bạc tình anh chẳng có mua, cô cả cô hai đó ơi. Thưa thầy nhá, thưa thầy nhá, thầy nhá. Anh Trạng ra có khác nhỉ? Không có anh Trạng hôm nay á thì bọn con trai thua bẽ mặt. Mẹ hứa theo người ta thì theo luôn đi. Ôi, cười vừa thôi các cô, cậu ơi. Có chuyện gì thì bác trưởng? Ờ, chắc bà xỉu lại đòi tái giá đấy mà. Này, cười vừa chứ, không rồi lại khóc với các cô, các cậu ạ. Có chuyện gì thế ạ? Có chuyện gì thế ạ?
chuyện gì vậy ạ? Năm nay vào đám, làng bắt xóm ngoại đê ta phải nộp một con bò. Chết, xóm nghèo thế này mà bắt nộp bò thì lấy đâu ra? Phen này thì đổ thóc giống ra mà mua bò góp đám cho làng. Chỉ tổ béo mới lão Hưng Lý thôi. Thế đấy, lệ làng mà. Bây giờ phải tính sao đây? Các cụ ạ, còn xóm ngoại đê ạ. Có lẽ họ đến đấy. Dạ mời các cụ đi. Sao họ lại mang theo cả bê? Chắc là họ nộp thêm cả bê đấy. Bê này mà làm món tái thì tuyệt. Này, tôi lại còn đem theo cả củ gừng. Cụ ơi, chơi bài lông khóc đi. Lạ thật, họ đi bài lưu thủy. Sao họ lại đấu bài lâm khốc là thế nào? Đây là trò của thằng Trạng đây. Lưu thủy là rước bò mà lâm khốc là đưa ma bò. Kính lạy Hoàng Thiên, kính lạy Đức Thành Hoàng Làng,
chiều theo cái sự bổ vào dân xóm ngoại đê chúng tôi. Chúng tôi phải góp một con bò để trước là cúng thần, sau là để các quan viên hào mục chén bát thù tạc. Nay chúng tôi xin nộp lễ vật. Xóm ngoại đê đã nộp bò theo lệ làng. Đồ tể đâu? Dạ. Vào việc đi. Các cháu đây ạ. Được. Cái gì đây? Dắt mất bê thì bỏ mẹ nó phải tìm chứ sao nữa nào. Dạ, kính lạy Đức Thành Hoàng Làng, ngài thương dân xóm ngoại đê chúng con nghèo nên trả lại lễ vật. Chúng con xin tạ tấm lòng trời biển. Nay chúng con xin mang bò về ạ. Vâng, chắc là mưu của thầy Trạng rồi. Còn ai vào đây nữa, phen này các cụ lại mắc lẫm với Trạng rồi. Lấy cua, lấy cua, lấy cua. Bà con ơi, ta về thôi. Chưa gì thì tôi tưởng bảo tôi thấy nó dắt con đê theo tôi đã nghi rồi. Thế là mất mẹ nó món tái cực. Gầy nhỉ. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi, mời thầy cứ đi ạ. Ê, thầy cho tôi hoãn cái nước này. Đây, đây. Hoãn nốt lần này thưa cụ nhé. Gì mà bác phải lo nghĩ à? Con ạ, tự nhiên bác cứ thấy phấp phỏng, lo lo cho anh Đỏ nhà bác quá. Anh Đỏ học rộng tài cao hơn người bác ạ. Đấy, cũng chính vì thế mà bác lại cảm thấy lo hơn đấy. Cái nước này thì gay thật đấy. Thế nào cụ? Thôi, thua. Chịu thầy cái nước tốt nhập cung. Dạ. Hai bác cháu nghỉ tay uống nước đã. Vâng. Khoai nhà cháu ngoan nó mới dỡ, nó vừa mới mang sang cho đây. Vâng, xin bà. Mời bác. Bác Sơn. Mời bà. Ngoan, cầm hộ bác mấy cái bát lên đây con. Ăn đi con. Cô Ngoan hôm nay cho ăn khoai,
bao giờ thì cho chúng tôi ăn trầu đấy. Khoai mỡ đấy bà. Vâng. Ăn đi cháu. Cháu không ăn nữa đâu ạ. Ông dừng xóm mà chẳng biết không? À, đây rồi. Tôi nói để ông trưởng xóm biết. Hạ tuần tháng rồi, các cụ quan viên có ra đền bà cô xin quẻ, xem làm sao. Bỗng dưng làng ta bị đau mắt suốt lượt. Bà cô phán, thành hoàng giận dân vào đám, bỏ lệ cũng bỏ, nên làm cho dân mắt đỏ như mắt bò. Bây giờ muốn tai qua nạn khỏi là phải sửa cái lễ. Xảy ra chuyện này là do xóm ngoại đê, nên các cụ truyền xóm ông phải đăng cai. Sao lại thế nhỉ? Dân đói mà các ông cứ bày vẽ. Ngày đám mà các ông bị mặt quan viên, chẳng gì quan viên làng này cũng ông nọ bà kia cả. Các ông coi dân ngoại đê là dân ngụ cư à? Bắt thế nào cũng được à? Ông muốn thế nào tùy, không nghe làng phạt vạ. Đi về. Ông nọ bà kia đòi ăn đấy mà. Chỉ tại anh bày ra cái trò ấy. Thế mà hay đáo để các xóm kháo nhau, từ nay phá bỏ được cái lệ nộp bò ngày đám đấy. Ông nó với chả bà kia. Đã vậy, cụ để tôi, họ sẽ được nên ông nọ bà kia. Nhưng đào đâu ra tiền? Cụ yên tâm, tôi đã có cách. Cô Ngoan ơi, nhanh lên. Xong chưa? Chỉ có thế này thôi ư? Lễ bạc lòng thành mà. Thế anh bắt các cụ xây chầu xuông sao? Không, các cụ ăn cỗ chứ. Ông nọ bà kia mà. Ai người ta chịu ăn chầu xuông? Trên sân lâm mỹ cây ta mát mẻ, cung thịnh mời chỗ bé tối anh linh. Ban cho dân xóm em một ít lộc, dân xóm em nghèo quá. Tiếc quá, cô lại thăng giá mất rồi. Dạ, thôi đành xin âm dương vậy.
theo lời cô, dân xóm em phải sửa một cái lễ để dâng ngài thành hoàng, để cho ngài khỏi phạt làm dân xóm em đau mắt đỏ như mắt bò. Dân em nghèo, em thấy cô có nhiều tiền chưa tiêu đến, em xin cô một ít. Không được, tiền thập phương cúng đấy. Tiền của con nhang đệ tử cúng đấy. Đúng, động vào là phải tội. Ô hay, tôi có xin các ông đâu. Em xin âm dương, nếu sắp cả thì chia tư, cô cho em một phần, còn nếu ngửa cả thì chia ba. Dạ, em cũng xin một phần. Còn nếu cô thương em, cô cho em một nửa, thì em xin cô nhất âm nhất dương. Rồi ạ, sao thầy lại ngỗ ngược thế? Này, thôi các bác, Trạng mà thưa lại với làng, tiền này xung vào công ích các bác ăn gì? Thôi, thôi được, thôi được, để tôi xin cho. Lạy cô mớ bài, hôm nay là ngày dần tháng xỉu, nhà Trạng có lòng thành, đem miệng đến tâu, đem chầu đến vái. Dạ lạy cô giao ai sấm sét phù hộ cho nhà Trạng. Đấy, thấy chưa, cô thiêng lắm. Thế là chưa rõ ý cô. Đã bảo mà, như vậy là cô cũng cho rồi. À, thế là tiền múa chúa cười. Hay quá. Cô thương em nghèo, cho nên cô cho em tất cả. Em xin đổi ơn cô ạ. Em đổi ơn cô ạ. Em lại cô em về. Ta về thôi cụ. Chào các bác. Ui, ui. Ôi, thế có. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông, xóm ngoại đê đã sửa lễ xong, mời quan viên gia đình ăn cỗ. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông, xóm ngoại đê đã sửa lễ xong, mời quan viên gia đình ăn cỗ. Chạy đằng nào? Mày chạy à? Chạy à? Chạy đằng nào? Ông bá, ông bá. Gì đấy? Cầm lấy cái bút để mày ghi chép. Để rồi lại mắc lỡ với Trạng đi. Đến bố nó cũng chẳng làm gì được. Đi nhá. Này, này, nhớ về sớm nhá. Đi đâu? Đi về hết. Hỗ bàn gì? Ai lại con lý trưởng mà đi ăn trực thế này bao giờ cơ chứ? Trời ơi, nó bảo đi về mà lại. Tao sẽ lấy phần về cho chúng mày. Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đứa sẽ có 6 phần. Đi về, đi về. Ông ơi, này, ông ơi, mang cái này đi. Ăn không hết, bỏ vào đây mang về cho các con. Trời ơi, Yến chỉ ơi, lại làm thế này. Vẽ chuyện. Xem còn cái túi nào to hơn không nhá. Cái này nhá. Khỉ ạ. Thôi, đi đi. Có
thế để mời các cô bữa chén như thế này. Được rồi, ông cứ để mà ăn uống thật nhiều vào. Bao nhiêu rượu cũng có cả. Uống thoải mái, các cụ uống thoải mái. Các cụ thấy không? Cơm của tôi là to lắm. Không có tôi thì là gì có cái bữa chén như thế này. Nhất thủ, nhì vĩ. Tôi xứng đáng được cái đuôi này lắm được các cụ. Nói rồi biết nhá. Cô có cái tài này không phần tôi, không xong với tôi. Con Tèo nó mang thêm một ít đây nào. Này, nốc cho lắm vào, đái cả ra đây này, cay quá. Cay quá. Lão, thằng nào đái đây? Thằng nào đái? Mẹ kiếp, ướt hết cả quần ông rồi. Dạ không ạ, dạ thưa cụ ạ. Tôi thấy cái túi của cụ nó ăn nhiều quá, tôi sợ nó khát, cho nên tôi cho nó uống nước đây ạ. Rõ đẹp mặt ai chứ chữa. Uống ghê các cụ. Thiên địa tù mù, thiên địa. Quang đi. Ông nọ bà kia. Chào cô Lý ạ. Chào cô Tiên Chỉ ạ. Sao mày chui vào buồng bà? Không à. Mày to gan thật. Để lại chị rồi. Để lại chị. Chết đây. Ôi làng nước ơi. Cha tổ mẹ nhà chúng nó
Người ta có say thì mặc mẹ người ta lần về với vợ người ta. Đằng này nó lại khiến ông nọ nằm với bà kia. Ấy ông Lý ơi, ông nằm với con nào đấy? Em thì từ thế này thì bà má nhà tôi hôm qua ngủ với ai? Bà má ơi, bà má ơi, bà má ơi. Ông ngủ với con nào khai ra? Hả? Ngủ con nào? Tôi ban bà, tôi lại bà. Tôi cắn nhơm cắn cỏ, tôi lại bà. Nhất lý chi trưởng mà bà làm như thế này thì nhục tôi quá. Ông về đây thì tôi cho ông nhục một thể. Về đây, chồng mấy con như thế này. Bà tha cho tôi lần chót. Ta vừa nhận được thông điệp của vua Liên bang tỏ tình hòa hiếu. Kèm theo đó có bài thơ và một món quà. Những ý tứ của bài thơ và món quà đó làm ta phân vân, không rõ họ muốn gì. Vậy quan lễ bộ thượng thư hãy đọc to lên để mọi người cùng suy ngẫm. Cũng mang Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật, Tứ Sơn Điên Đảo Sơn, Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu Tung Hoành Gian. Thế nào, các quan? Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật, hai ngày bằng đầu nhau. Tứ Sơn Điên Đảo Sơn, bốn quả núi quay điên đảo. Sao lại thế nhỉ? Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc, hai vua tranh một nước. Là có ý gì? Tứ khẩu tung hoành gian, bốn cái miệng tung hoành trong thiên hạ. Quái quỷ thật. Khải chúa, ý thơ thì bí ẩn, mà lời thơ nghe như có tiếng gươm đao, quả thật là khó hiểu. Khải chúa, thần trộm nghĩ, phải có người tài trí xuất thần mới nắm biết được. Đêm qua, thần xem thiên văn, thấy một ngôi sao rất sáng, mọc lên ở phương Nam. Thần đoán, đó là nơi xuất hiện nhân tài. Khải chúa, phải chăng đó là điểm trời sai xuống giúp nước Nam ta ứng vào việc này đây ạ? Nếu vậy thì hay lắm, hay lắm. Dạ. Ta giao trọng trách này cho quan thị. Nội Nhật trong 3 ngày phải cố tìm cho bằng được người tài lai kinh bái yết. Phụng mạng. Có mực tàu ô long và giấy bản bạch ngọc đi. Mua đi thì còn, mua cho em bắt hàng đi. Mực và giấy này và chàng thi văn bài xuôi như nước chảy, giành chiếm bảng vàng ngay. Chợ huyện một tháng 6 phiên là nơi gặp gỡ thuyền quyên anh hùng, không đi cũng uổng cậu ạ.
Thế làng cậu có ai đáng mặt không? Có chứ. Cô Ngoan làng tớ đẹp người ngoan nết. Còn anh Đỏ thì đáng mặt anh hùng, ăn đức thiên hạ. Anh Đỏ nào nhỉ? À, có phải cái anh mà cả làng trên xóm dưới, cả hàng tổng hàng huyện vẫn đồn đại và gọi là Trạng chứ gì? Đúng đấy. Vừa rồi Trạng cho các ông chức sắc trong làng một vố đau, rồi hôm nọ cắm cầm vào kia. Trạng ở đâu mà giỏi thế? Có ở gần đây không cậu? Dạ, cũng gần thôi. Ở kia kìa. Thật là ra ngõ gặp gái, xúi quẩy quá. Xúi quẩy thì về đi. Cứ tưởng vớ được con cá to, ai ngờ. Thôi đi, khéo ỡ mờ, người ta kêu lên bây giờ đấy. Tôi còn kêu to hơn ý. Này nhá. Ơ kìa này. Này, nhắm mắt lại cho người ta lên. Đi. Khôn thế, bỏ tay xuống, quay mặt đi. Nhanh lên. Cấm không được quay mặt lại đâu đấy nhá. Xong chưa? Quay mặt lại nhá. Ok đừng, chưa xong. Sao lâu thế? Ngồi xuống đây. Nhỡ có ai trông thấy thì sao? Có tôi trông thấy. Ngồi xuống đây. Giờ tôi rất mến Ngoan, nhưng chỉ sợ Ngoan không ưng thôi. Có, người ta sợ thì có. Mai đây nên ông nọ ông kia, rồi ngựa xe xuống xuống lên lên, sắt son chung thủy còn bền được chăng? Không đời nào tôi lại tham vàng phụ ngài. Tính nết của tôi sẽ làm khổ một đời. Vậy thì
thay đổi tính nết đi. Liệu có thay đổi được không? Đổi thế nào được? Con tạm đến tạm vẫn còn vương tơ. Thất văn bỗng tư sách xin coi bát sách đây tài bản. Các cụ này ức chết đi được, nghĩ mà mối mặt với bản dân thiên hạ. Thế ông ngủ với con nào không sơ múi được hay sao mà ức? Ngủ với con mụ Trương Tuần hồi như cũ ấy. Con tôi suýt nữa thì tôi chết ngạt. Hai cái mông nó trắng hêu, hai cái đùi như hai cái cột đỉnh, nó đẻ tôi xuống, nó ôm ghì lấy tôi, nó ấn nghiến tôi xuống. Con mẹ khỏe quá, khỏe quá. Thế mày đã làm gì vợ tao? Này, giết thương mày tha cho vợ tao chứ, đừng có mà lão như. Thôi, tôi can các ông, chả đẹp mặt lắm đấy. Nào đã thằng nào nước mẹ gì, ước đây là mình bị một phố đau với thằng Trạng. Bây giờ tính sao các cụ? Đốt nhà. Đúng rồi, cho nó một mùi lửa. Thôi, đừng có hung hăng. Theo tôi thế này nhé. Bẩm cụ Lý ạ. Dạ, lạy các cụ ạ. Quan huyện nhà vừa về với một quan gì to lắm ạ. Đang ngồi ở ngoài đình ấy ạ. Quan huyện cho con vào mời các cụ ra đình ngay ạ. Vâng ạ. Chúng ta ra ngay bây giờ. Này, có chuyện gì thế không? Chắc là thằng Trạng giở trò gì đây. Phen này thì nó chết. Thôi, đi đây các cụ. Cụ Lý. Rồi. Cụ Ba. Thôi. Trời ơi. Thôi đi ngay lão. Cụ Lý, cụ Ba. Lại các quan về, chúng con cũng được biết trước để nghênh tiếp. Thật là đắc tội à. Thằng nào là Lý trưởng? Dạ bẩm con ạ. Làng này có ai tên là Trạng không? Dạ bẩm quan có thằng Đỏ, vẫn được dân làng gọi là Trạng ạ. Dạ bẩm quan, thằng này cứng đầu cứng cổ lắm. Ai hỏi thầy? Dạ đúng thế ạ, thằng này ngang bướng và bất trị lắm ạ. Dạ chúng con thôi không dài dòng. Dạ các thầy đi tìm nó, dẫn nó ra đi ngay, mau lên. Dạ chàng đâu, chàng có nhà không? Dạ. Kính chào cụ Lý ạ. Thưa cụ Lý, có chuyện gì thế ạ? Gọi chẳng cho đình ngay, quan rồi. Dạ. Mau lên. Vâng, để tôi gọi. Đỏ, Đỏ ơi. Có chuyện gì thế ông Lý? Quan đòi. Đòi tôi? Tôi có điều gì sai trái mà quan trên gọi? Cứ gia đình rồi khác biết. Con đi ngay đi, xem các quan bảo điều gì, kẻo lại đắc tội con ạ. Tôi không có tội tình gì. Nếu không cho tôi biết nguyên cớ đòi tôi nhất quyết không đi đâu cả. Ấy chết, sao con lại dám ăn nói thế? Mẹ cứ yên lòng, mặc con. Nó vẫn không chịu ra. Tao hỏi lại một lần nữa, mày có chịu ra không? Không. Thằng này láo.
rồi mày sẽ biết tay ông. Trương Tuần sẽ gô cổ mày lại. Chết đến nơi rồi con ơi. Làm thế nào bây giờ? Cứ giờ đấy xem sao. Thế nào? Nó đâu? Dạ, con đã nói rõ là có đại quan về, mà nó vẫn không chịu ra. Tên này coi thường chức sắc của làng lắm đấy ạ. Thật có đúng như lời các thầy vừa nói không? Hả? Dạ đúng như thế ạ. Con nói sai, cả làng con chết ạ. Dạ, đúng thế đấy ạ. Thế này thì nó coi thường thật. Khoan, đây là lệnh chiều vời vào, thầy ra xem sao. Dạ. Đi đi. Để đi, theo ta. Dạ. Bổng quan, nhà nó đây ạ. Có lệnh đòi, sao thầy không ra? Quan ngài đã đích thân về tận đây. Quan ngài nào ạ? Ấy thế, sứ bộ của chúa đấy. Ông ta tìm tôi, chứ tôi có tìm ông ta đâu. Tiên chỉ, dạ. Dẫn quan vào. Dạ. Thầy nghĩ lại đi, cứ bướng thế, tôi e là hối không kịp đấy. Quan ngài đến, quan ngài đến. Nay ta vâng lệnh chúa về đây để tìm thầy. Có sứ giả của Lân Bang sang hòa hiếu, nay chúa cho vời thầy về triều để thi tài với họ. Dạ, tôi đâu dám so tài với người xứ lạ. Tiếng lành đồn xa, tài trạng ta nghe đã nhiều nên ta thân hành tới đây. Mong trạng đừng phụ lòng chúa. Bạn này thì chết cả nút. Chỉ tại kiểu lý này, chứ gì sồn sồn. Tại cả hai ông, chứ mình tôi à? Các ông mau về sửa soạn để rước trạng lai kinh. Các ông còn đứng đây làm cái gì? Về. Dạ. 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 Con ơi, cọp chết để ra, người ta chết để tiếng. Con đi, nhớ giữ gìn trọn đạo nhé. Mẹ tha tội cho con.
con không được ở cạnh mẹ để làm tròn chữ hiếu. Mẹ đừng vì con mà buồn phiền. Anh đi đây. Con xin. Ê Trạng ơi, mời thầy gia đình, các quan đang đợi ạ. Thưa cụ, mọi việc ở nhà chăm sự sở cậy nơi cụ, mong cụ đừng phụ lòng tôi. Thầy cứ yên tâm, mong thầy công thành danh toại ạ. Thầy Trạng lai kinh chuyến này, xóm làng cũng mở mày mở mặt. Bà đừng lo nghĩ làm gì cả. Thôi, bà cũng sửa soạn để gia đình nhân thể. Vâng. Xa quê hương, xa mọi người, anh phải đi ngoan ạ. Quan chức đang chờ thầy ở trong đình. Kỳ này về kinh chắc là con được nhờ. Về kinh thầy đừng quên tôi nhé. Không được đâu nhỉ. Chào bà con. Dạ. Chúc thầy lên đường mạnh khỏe. Công việc ở nhà chúng tôi sẽ xin chu tất ạ. Ông Lý ạ, dạ. Tôi chỉ mong là khi tôi đi, nhà tôi không bị đốt thôi. Dạ. Trước đây có điều gì không nên không phải, mong thầy bỏ qua đi cho ạ. Dạ. Dạ. Dạ, thầy lên đường mạnh khỏe. Dạ, có chút lòng thành mong thầy nhận cho. Đa tạ cụ. Không cần đâu. Kìa thầy. Thầy lên đường mạnh giỏi à. Chúc thầy Trạng lên đường may mắn.
ta đi nhanh lên, không khéo thì không kịp bà. Thôi ông ạ, để bác cháu tôi đứng đây. Không có bây giờ ra, thằng Đỏ nhà tôi nó trông thấy, nó lại bịn dịn, không yên lòng. Vâng. Khải chúa, thưa mệnh chúa, kẻ hạ thần đã đón được người tài về kinh. Cho dẫn vào. Ta miễn lễ. Thầy từ quê ra thấy phủ chúa ta thế nào? Khải chúa, phủ chúa thật nguy nga lộng lẫy. Ta vừa nhận được bức thông điệp của Lân Quốc, không rõ ý họ muốn gì. Thầy thử đoán xem. Lưỡng Nhật, Bình Đầu Nhật, Tứ Sơn, Điên Đảo Sơn, Lưỡng Vương, Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu, Tung Hoành Gian.
khải chúa. Đó chỉ là một trò đố chữ bình thường, không có gì khó. Thầy khá nói ta nghe. Khải chúa. Bốn câu đó tự chung đều là chữ điền. Thầy nói rõ hơn ta xem nào. Khải chúa. Hai chữ nhật ghép lại thành chữ điền. Bốn chữ sơn ghép lại cũng thành chữ điền. Hai chữ vương ghép lại là chữ điền. Và bốn chữ khẩu ghép lại cũng là chữ điền. Khải chúa, có lẽ họ muốn nói đến chuyện đất đai à? Giỏi, giỏi, giỏi lắm, thầy giỏi lắm. Thật đáng tài trạng nguyên. Vậy mà các quan văn võ trong triều không ai giải được. Ta mừng thầy. À, thế còn món quà này? Cớ sao lại gọi là thanh thủy? Khải chúa, đây cũng chỉ vẫn là lối chiết tự, nhưng lại mang hàm ý đe dọa ta. Chữ thanh do ba chữ thập nhị nguyệt mà thành. Chữ thủy là do hai chữ vũ tốt mà ra. Thập nhị nguyệt vũ tốt à? Dạ. Khải chúa, ý họ muốn đe dọa ta là tháng 12 sẽ động binh. Có thật thế không? Được. Hôm tới ta cho phép thầy cùng dự buổi tiếp sứ. Phụng mạng. Bình thân. Khải chúa, bản chức xin chúa cho biết tôn ý về bài thơ hôm trước. Lưỡng nhật bình đầu nhật, tứ sơn điên đảo sơn. Lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành gian. Đó là chữ điền. Xin bái phục. Quá nhỉ. Thế là thế nào nhỉ? Tài thật. Xin bái phục.
Thế là có thế. Có thế chứ. Giỏi. Khanh nói ta nghe, vừa rồi ý tứ là thế nào? Khải chúa, ý họ muốn nói, thành trì của ta đã bị họ bao vây. Thần trả lời bằng cách, ta sẽ vây lại họ. Họ lại còn khoe quân lính của họ đông vô kể. Thần ngầm trả lời, chúng ta không sợ, chúng ta sẽ quét sạch. Khải chúa, bây giờ người của chúng tôi xin phô chút tài mọn. Sau 3 tiếng trống, sẽ vẽ xong 1 con vật. Kể cũng đã là khá, nhưng phải mất 3 tiếng trống mới vẽ xong 1 con vật, như thế chưa phải là nhanh. Khải chúa, thần chỉ cần sau 1 tiếng trống là đã có thể vẽ được 10 con vật. Đây là 10 con rồng đất. Xin bái phục. Nước Nam quả lắm nhân tài. Tiên tử. Là tiếng đồn về Trạng chẳng sai. Trạng nó có công giúp ta trong việc tiếp sứ ngoại bang, cho nên ta ban thưởng cho Trạng ngôi nhà này. Bây giờ Trạng còn muốn điều gì nữa thì cứ nói. Khải chúa, thần đội ơn chúa, đâu dám mong muốn gì hơn. Chỉ xin chúa thượng cho phép thần được bày tỏ đôi điều tâm huyết à? Được, Trạng cứ nói. Khải chúa, thần trộm nghĩ dân chúng trong thiên hạ ngày càng cực khổ vì các tệ tham nhũng của cường hào hương lý và các quan trên. Nếu cứ kéo dài mãi, e rằng lòng người ngày càng không thuận. Khải chúa, vì vậy xin chúa lấy mình làm trọng, tránh khỏi sự đam mê tửu sắc. Chẳng lẽ ta cũng không có quyền đó sao? Khải chúa, việc đam mê tửu sắc dễ khiến cho triều chính ngả nghiêng, kỷ cương lơi lỏng. Người trung xa lánh, kẻ nịnh thì mừng vui, viên cớ đó để làm càn. Thôi, hôm nay đang vui, không bàn chuyện chính sự. Việc quốc kế dân sinh, ta hẹn Trạng ngày mai đúng giờ ngọ vào phủ ta cùng đàm đạo. Bây giờ Trạng định thiết ta món gì vậy? Dạ,
thần muốn dâng để Chúa ngự món mầm đá. Mầm đá? Ta chưa hề nghe nói. Nó là cái gì vậy? Có ngon không? Dạ, ngon lắm mà. Hơn cả sơn hào hải vị trên đời này. Và nó còn chữa được căn bệnh kinh niên của Chúa là ăn không ngon miệng. Hay lắm. Thế thì nhanh lên, ta cũng đói bụng rồi đây. Đẹp lắm. Cho thêm củi vào, đổ thêm nước nữa, nhanh lên. Chim ăn mầm đá bao giờ chưa? Cũng đói lắm rồi phải không? Khải chúa, Khải chúa, trạng mới vào phủ, vừa có chút công lao mà đã vội ra điều này nọ. Ta lại đang còn muốn ban cho trạng một chức quan gì trong phủ đây? Dạ, kẻ hạ thần xin chúa cân nhắc kỹ lưỡng. Thường có câu, chơi dao sắc có ngày đứt tay ạ. Ta hiểu ý người rồi, hiểu rồi. Các chú có đói, ăn khoai đi. Cầm lấy. Đa tạ quan ạ. Đa tạ quan. Khoai đâu?
Này Trạng. Dạ. Món mầm đá xong chưa? Sao lâu thế? Khải chúa, món mầm đá phải ninh thật lâu thì nó mới bổ được ạ. À, mà này Trạng. Thôi, ta không chờ lâu được đâu. Có món gì dùng tạm mang lên đây. Mầm đá để ăn sau cũng được. Này, Trạng. Dạ. Món gì mà ngon thế? Đại Phong à? Dạ. Đại Phong là gì vậy? Khải chúa, Đại Phong là gió lớn. Ờ, gió lớn. Dạ. Gió lớn thì ắt phải đổ chùa. Đổ chùa. Dạ. Đổ chùa thì sôi oản bay mất, sư sãi bỏ chạy, và tượng thì phải lo. Tượng lo thì dính dáng gì đến món ăn này? Khải chúa, tượng lo đọc lái lại là lọ tương. À. Dạ. Đó chỉ là món ăn dân dã thôi ạ. À. Ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Có nghĩa là khi đói thì ăn món gì cũng thấy ngon. Dạ. Chứ làm gì có món mầm đá. Có phải không? Dạ. Này, hôm qua nàng hầu chúa ta đã ghi vào sổ rồi nhé. Ông nhầm rồi. Bao giờ sinh Hoàng Nam, đừng quên công ta nhé. Bây giờ hãy cho ta hưởng đi đã. Này, tiếng xót hay sao mà còn ấm à? Xót thật mà. Chào ông, chẳng hay giờ này ông đến đây có việc gì ạ? Chú hẹn tôi vào chầu, nhưng phòng chầu vắng vẻ. Thế thì ông Trạng phải chờ rồi. Chúa đang ở trong kia kìa. Thưa đại quan, hẹn rồi mà lại đi làm việc khác. Như vậy, đối với kẻ sĩ là thế nào ạ? Chào ngài. Sao Phi bắt ta đợi lâu thế? Sốt cả ruột. Phải đợi các cung nữ ngủ trưa rồi mới ra được chứ. Sao liều thế? Dám hẹn cả ban ngày. Không sợ mất đầu à? Mai ta phải lên biên thùy. Ra trận mạc rồi.
Chào quan trạng. Quan trạng đi đâu mà lại vào đây? À, tôi có chút quà để vào hầu chúa. Thôi thì thời thế bây giờ cứ là phải thế. Chào quan. Quan trạng. Dạ. Chúa cho đời quan trạng. Ta chót sai hẹn để trạng phải đợi vì ta bận việc quá và trong người không được khỏe. Dạ, thần hiểu. Ta hẹn trạng đến là để kể cho trạng nghe cuộc tuần du vừa rồi của ta lên miền biên ải phía Tây. Ta được mục kích một trận quân ta thắng lớn. Quân nó thua to vì bị quân ta giữa trưa phá thành lũy đánh thốc vào. Có chúa giáng lâm làm gì mà quân địch chả thua. Khải chúa, đó là nhờ hồng phúc của chúa nên mới thắng to đến vậy. Khải chúa, nghe quân ta thắng to, thần ngẫu hứng làm một bài thơ. Nếu chúa cho phép, thần xin đọc. Hay lắm. Chàng hãy đọc to lên để mọi người cùng thưởng thức tài thơ văn của chàng. Giữa trưa giờ ngọ cánh quân ta thoát tiến lên thành phá lũy ra. Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm. Hai quân đứng núp trực bên hà. Quân ta đánh lộn cùng quân nó, nước nó giao hòa với nước ta. Đánh đoạn rút về lau khí giới, tìm nơi vũ khố để can qua. Hay quá. Chàng lại lỡm ta rồi. Nhưng mà hay. Khải chúa, xin chúa cho lệnh xử tên tội phạm vừa bị tống ngục ạ. Tội gì? Hắn mắc tội phạm thượng khi quân. Xử trảm. Mõ già, mõ già. Xin quan xá tội cho. Con vừa nằm mơ sợ quá. Già mơ gì mà la hét dữ thế? Dạ. Con mơ thấy xung quanh mình toàn thây người, rồi lửa cháy đạn nổ. Ôi, rồi thế nào con lại thấy quan ở đấy? Quan cười vẫy con. Con cố chạy đến
mà không làm sao chạy nổi. Ngoảnh lại nhìn, con chợt thấy quan thị túm con cười sằng sặc. Con sợ quá hét toáng lên, rồi ông ta đạp dúi con xuống. Ôi khủng khiếp. Già đã tỉnh hẳn chưa? Dạ. Dậy uống trà với ta nào. Ôi, chết thật, con làm quan mất ngủ, thật là có lỗi. Không sao, ta cũng chưa ngủ được mà. Dạ vâng. Nào. Vâng. Ra uống nước đi. Dạ, con xin. Đấy, ta đã dặn già nhiều lần rồi, sao già cứ xưng con? Dạ. Khi con hầu quan thị, chắc già được no đủ hơn ở với ta. Vâng, quả có thế. Nhưng trong lòng không bao giờ được yên. Sao vậy? Vì con nghiệm, thường những người bụng to thì cái tâm cái đức lại bé tẹo. Với những người ấy, xin quan cũng cẩn trọng cho. Thế đánh nhau về, già không tìm được con cháu ư? Bao nhiêu năm chinh chiến, khi về đến quê, một nếp nhà không có, vợ con cũng phiêu dạt phương nào. Ôi thì cái số nó chẳng ra sao. Sống hầu các quan, chết xin các quan tấm áo. Già cứ an tâm, ta với già gặp nhau âu cũng là do trời xui đất khiến. Việc mai hậu của già, già cũng đừng lo nghĩ nhiều. Đội ơn quan. Bẩm, mai là ngày đại khánh tứ tuần của Chúa. Ta biết. Bẩm, bá quan trong triều ai cũng sắm đồ để mừng Chúa. Ta không muốn. Ấy chết, không nên à. Vì sao? Dạ, đấy là cái lẽ phải làm, dù trong bụng không muốn ạ. Thôi được. Chúa thượng vạn tuế. Chúa thượng vạn tuế. Chúa thượng vạn. Trạng là nhiều thâm ý lắm, mừng ta cây thông là nghĩa làm sao? Khải Chúa, nhân ngày tứ tuần đại khánh của Chúa, thần chúc Chúa thượng sống lâu như cây thông này để hưởng hết lộc đời. Khải Chúa, thần chậm trễ vì quả đào,
xin Chúa xá tội. Thần phải đợi viên chánh sứ từ miền Sơn Cước đi suốt mấy ngày đêm, mang về dâng Chúa quả đào trường thọ. Chà, quý lắm đây. Thị nữ, dạ, truyền cho các quan cùng xem để lấy khước. Dạ. Giam, giam, phạm thượng. Chém đồ. Ta cứu Chúa sao lại chém ta? Khải Chúa, xin Chúa đừng làm lưu huyết trong ngày tứ tuần đại khánh của người. Xin Chúa thượng bình tâm, mở lượng khoan dung, kẻo phí mất một người tài. Buông công ta ra. Sao người lại nói là cứu ta? Khải Chúa, đào trường thọ ăn vào là sống muôn tuổi. Vậy mà thần mới cắn có một miếng đã bị chết chém. Khải Chúa, như vậy phải gọi là đào đoản thọ. Nếu Chúa thượng ăn cả quả thì sẽ như thế nào ạ? Tội ông mới đáng chém đầu. Sam tấu với Chúa, bịt mắt các quan. Trăm lại Chúa thượng. Quan thị lễ cái ngay không à? Ông thấy chưa? Chính cái thân ông làm tội cái đời. Thôi, ta về thôi. Tránh ra. Ê, lão già làm gì? Ta vào kéo đổ nhà trạng. Sao lại thế? Kéo đổ nhà trạng để ông ta bỏ cái thói sàm sỡ phạm thượng. Tránh ra. Vào đi. Cứ vào. Bọn bay đâu? Thằng nào vào việc ấy? Mọi người vào chỗ cả chưa? Lúc nào ta hò, tất cả cùng kéo nhé. Các chú làm gì thế này? Bẩm chúng tôi có lệnh kéo đổ nhà quan. Lệnh của ai? Dạ. Thôi được, ta biết các ngươi theo lệnh của ai rồi. Lệnh là kéo đổ nhà, nhưng không có hò la. Đứa nào hò la một tiếng, ta cắt lưỡi. Ta cấm. Kéo nặng mà không cho hò thì kéo làm sao được. Thôi về đi. Không được, thằng bếp đâu? À, có lệnh mới rồi, không kéo đổ được nhà thì chúng ta mỗi thằng vào là một bãi. Lệnh gì mà quái ác thế?
Này, lệnh cho các anh ỉa, nhưng không có đái. Đứa nào đái, ta thiên. Ồ, ỉa mà không đái thì ai mà làm được? Thôi về đi. Ai mà làm được? Về đi. Nhà anh thật là vô phúc. Người thấy cây cải thế nào? Dạ, khải chúa, hiếm có, hiếm có à. Kẻ hạ thần đã đi nhiều nơi, nhưng quả là chưa từng thấy. Ôi, cái củ này, cái lá này, ôi. Người có biết ai dâng tiến ta không? Dạ, chắc là có viên quan nào đã được đội ơn mưa móc của chúa đấy mà. Trạng vừa dâng tiến ta đấy. Ông ta lấy đâu ra giống cải to thế nhỉ? Ô lý. Chả nhẽ hắn nói sở dĩ có cây cải này là do được bón phân của những kẻ đến phá nhà và làm bệnh bạ. Trời, to gan thật. Chẳng hóa ra hắn bảo chúa ăn à. Đúng, chàng đã nhiều lần lỡm ta, nhưng quả là chưa lần nào sức sực như lần này. Khải chúa, chàng ỷ cậy mình có tài, dám sàm sỡ phạm thượng, thật là. Con người này thật coi trời bằng vung, kiêu căng ngang ngược, không còn coi ai ra gì. Ta không cần hắn nữa. Dạ, khải chúa, lại còn chuyện này nữa, kẻ hạ thần không dám nói. Người cứ nói. Dạ, thần thấy vương phi đối với hắn ta xem chừng có tình ý. Dạ. Khải chúa, con người này càng để càng bất lợi, nhưng khép tội hắn ngay, thần e lòng người không thuận. Vậy ý người thế nào? Dạ, xin chúa mời hắn đến dự yến. Quan Trạng có nhà không? Có chuyện gì thế chú? Quan Trạng đâu ạ? Có, nhưng mà có chuyện gì? Có lệnh của chúa đòi, dặn phải đưa tận tay Quan Trạng cơ. Chúa đòi có việc gì vậy? Thì ông cứ gọi quan ra đây đã nào. Đấy, quan ra đấy. Lại quan ạ.
Dạ. Có lệnh chúa đòi quan ạ. Ngươi phải nói rằng ta phụng mạng. Dạ. Muộn mất rồi. Chà, có gì mà già hoảng hốt thế? Lần này chắc là ta không gặp được mẹ ta và những người thân nữa. Chúa mời ta dự yến cuối năm. Phen này lành ít dữ nhiều. Trời, con biết mà. Cho phép ngồi. Ta ban thưởng cho trạng hôm nay cùng ta dự yến cuối năm. Đội ơn Chúa. Ăn đi. Chạy ăn đi. Chạng là người có tài biết trước mọi việc. Vậy chạng có biết ngày nào chạng về nơi cực lạc không?
Dạ bẩm, tất nhiên là có chứ ạ. Thế thì bao giờ? Trời sinh ra Trạng là để hầu Chúa. Bao giờ Chúa không còn nữa thì Trạng mới chết. Dạ, xin chào bà con. Dám chào cô. Chào cô. Vâng ạ, chào bà. Để đâu đây đây bố ơi. Đây 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 đây. Bà là vào đây. Đây đây. Đặt cho. Đây 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 đây. Đây đây đây, anh mang pháo vào trong kia. Trong kia bố. Cứ đi thẳng đấy. Khải Chúa, con thấy mọi người ra vào chuẩn bị Tết rất vui ạ. Nói láo. Dạ, nếu đại quan không tin thì cho người đến xem lại ạ. Không, không. Còn chưa biết cái chi 15 năm thấm thoát có xa gì. Khải Chúa, con thấy trong nhà đàn sáo vang lừng, chẳng có vẻ gì là tang tóc cả. Thế Trạng đang làm gì? Dạ, con thấy ông ta đang nằm đọc sách ở trên võng, rồi còn thầm thì gì với lão già ấy ạ. Cho đòi tên trông nom bữa yến lên đây. Dạ. Này, ngươi bảo hắn phải làm đúng như bữa Chúa mời Trạng đến. Nghe chưa? Khải Chúa Thượng, hôm nọ có làm đúng như lời ta dặn không? Dạ bẩm, đúng như thế này ạ. Là anh chị. Thôi im đi. Dạ. Các người về hùa lừa ta hả? Vô lý, chả nhẽ. Người người ít ít cái gì? Hắn còn đang sống sờ sờ ra kia kìa, lại còn vô lý với chả nhẽ. Khải Chúa, quan Trạng gửi vào dâng để Chúa ngự. Lại còn thế nữa. Chúng mày thấy chưa? Chúng mày dối ta. Chúng mày lừa ta. Khải Chúa. Ôi, Khải Chúa. Chết rồi. Khải Chúa. Ta mà không chết, chúng mày chết với ta. Chúa thượng, Khải Chúa, chúng mày đâu? Gọi quan ngự y, Khải Chúa. Chúa thượng, kìa.
Cấm về đâu? Cho tên này vào ngục. Dạ, bẩm các quan, con không có tội ạ. Dạ, bẩm các quan, đoan con lắm ạ. Dạ, dạ. Ôi, dạ, con không có tội. Dạ. Nổi chiêng trống lên. Xin cụ và cô bớt buồn phiền.